Xin chào cả nhà, hôm nay thì gia đình Trung Thương Vlog sẽ đi Hòn Nhãn, Diễn Châu, Nghệ An. Ở đó sẽ có sở thú nha. Bây giờ rồi. Mắt không nhìn thấy gì luôn, 8 giờ kém nha mọi người nha. Từ đây di chuyển xuống đó thì hết tầm hơn 1 tiếng thôi mọi người ơi. Đúng rồi, bây giờ thì chúng ta đi nha. Wow, các bạn ơi, Subeo sướng chưa? Subeo lên ghế nằm trên đùi chị gái này. Wow, Subeo sướng nhất quả đất luôn. Còn hai cái bạn này thì lúc thì đấm nhau bùm bụp, lúc thì lại yêu thương nhau hết mình luôn. Thơm em cái nào? Nhất là cái bạn Subeo này này, lộn xộn nhất nhà này. Lúc thì đòi anh An, lúc thì đòi Nhung, lúc thì lại đòi sâu ấy. Đấy, ngồi chán trên ghế, bây giờ lại chui xuống đây là ngồi. Đi xe cũng bất ổn lắm chứ không phải sung sướng gì đâu các bác nha. Đấy, đoạn này là không còn yêu nhau nữa rồi. Nhung ơi, con lớn rồi con không được làm như vậy. Em sẽ bắt chiếc ấy. Kệ em làm gì thì làm, lúc là em sẽ thôi. Đó, vừa yêu chị lắm mà. Vừa thương chị lắm mà. Ôi trời. Cái đầu thay đổi vợ là 190 độ. Không cho nữa rồi. À chị đi rồi chị cho à? Con à chị đi chị cho xem. Thì con cho chị em xem. Em xem em yêu. Con gì đấy? Subeo con gì đấy? Con gì đâu? À hình người. Có một con chó nhà mình. Cái mặt, tiếp cái mặt. Nhìn chị này, ôm chị ôm em đấy, ôm em. Vậy là sau ra 2 giờ đi thì bây giờ nhà mình đã đến sở thú rồi nha. Ta-da, xin mời mọi người cùng theo chân gia đình mình đi tham quan nha. Đây là lần đầu tiên mình đến với Hòn Nhạn. Hy vọng là hôm nay sẽ có một trải nghiệm thật là tốt cho các con. Chúng ta cần phải di chuyển đi bộ để đi vào đến nơi mua vé nha các bạn ơi. Hiện tại là 9 giờ hơn nhưng mà thời tiết cũng khá nắng và không có gió mấy nha. Đến quầy mua vé rồi, hôm nay thì nhà mình đi 6 người nhưng mà chỉ mất vé là 2 người lớn và 2 trẻ em thôi, tổng cộng là 200.000. Rồi, welcome to Hòn Nhạn Zoo, chúng ta cùng đi tham quan nha. Thank you.
Đầu tiên chúng ta sẽ đi lên thăm hai bạn sư tử. À không, hình như có 3-4 bạn gì ấy luôn á. Ở trên này kiểu nó cũng rộng nên là họ làm chuồng rất là lớn. Thế cho nên là mấy con hổ này nó trốn tận ở trên cao, làm cho khách du lịch đi đến cũng không thể nhìn rõ được vì nó ở khá là xa ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ đến đây và thăm đàn cừu nha. Ở bên phải sẽ là nơi cư trú của đàn cừu này. Cũng có ít con thôi nhưng mà cừu kiểu không được sạch sẽ cho lắm, cho nên là nhìn chúng nó hơi kiểu bết bết. Ở phần trước thì người ta sẽ thả rất là nhiều chim bồ câu. Su Beo đến đây là rất là thích luôn. Đó, đang gọi các bạn cừu ơi. Còn ở phía bên này thì là nhà của các chú nai hay sao? Hươu nai, đúng rồi. Nhưng mà các bạn ấy như lấp hết ở trong chuồng nên là chẳng thấy bạn nào cả. Thì nhà mình đi qua lăm loa, sau đó thì sẽ đi lên tiếp theo để sang bên này để xem các bạn khỉ và... À không, thăm các bạn chuột và thỏ này. Ở đây nhiều chim bồ câu lắm. Wow, có những chú thỏ con thật là đáng yêu các bạn ạ. Nhìn lông của nó trắng mướt luôn ấy. Su Beo thì hăng hái lắm, vẫn chưa muốn đi đâu, lại còn lấy bánh mì để cho các con chuột này ăn nữa cơ. Thế là mình phải ra hỗ trợ này.
Nhưng mà các bạn ơi, chuột nó không ăn bánh mì nha. Kỳ ghê á. Nó không hề ăn. Sau đó mình cho mấy con thỏ, mấy con thỏ cũng không ăn luôn. Bây giờ thì gia đình mình tiếp tục hành trình đi lên thăm Vương quốc khỉ nha. Ở trên này thì có rất nhiều các bạn khỉ này. Ở đây họ làm chuồng kiểu cũng che rào chắn cẩn thận, cho nên là khỉ nó cũng không thể nào mà thò tay ra quá dài được mọi người ạ. Đó, những con khỉ thấy khách đến thì đi xuống để xin đồ ăn. Lát nữa nhà mình có cho nó ăn bánh mì á. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thăm chuồng của những con sư tử nha. Wow, ở đây thì mình thấy có rất là nhiều sư tử luôn. Hổ này, hình như đây là chuồng hổ á. Có những con hổ nằm rất là to. Bên cạnh chuồng hổ thì là chuồng sư tử thì phải. Chú sư tử đang nằm phơi nắng nha các bạn. Chuồng họ làm rộng lắm, cho nên là mình đứng ở ngoài xa, cũng cách xa nên là cũng không nhìn được rõ lắm. Bạn thỏ đang bảo con khỉ nó đói bụng rồi, thế là mình bảo con khỉ nó thèm ăn thịt. Trang Nhung bảo nó thèm ăn thịt chứ không phải thèm ăn thịt người. Bây giờ thì nhà mình sẽ di chuyển đi tìm một cái chỗ nào đó mát mẻ để ngồi nghỉ ngơi nha. Và tiếp theo đây mình sẽ đến khu vực này để ngồi nghỉ ngơi. Ở đây sẽ có những chiếc bàn này các bạn này, ở ngay bên cạnh cái chuồng sư tử luôn. Các bạn không biết đâu, những con sư tử, những con hổ á, nó gầm nghe tiếng rõ là sợ luôn đó các bạn. Lần đầu tiên mà mình và cả gia đình mình được nghe tiếng sư tử gầm luôn ấy. Ngồi ngay bên cạnh này, vừa được nghe tiếng sư tử gầm này, vừa được ăn đồ ăn, chắc chắn là sẽ rất là ngon luôn. Trang Nhung thì đang diễn tả lại cái dáng nằm của con sư tử vừa nãy các bạn này. Mình phải bê một cái ghế đến để ngồi các bạn ơi. Ở đây người ta làm cái gốc cây rất là xinh đẹp. Này này, ơi.
Cô béo này. Thôi xấu được một cắt nữa. Hai xe ăn gà và ăn xôi, sau đó thì uống nước lọc các bạn ạ. Mình mang cả muối tiêu chanh các thứ đấy. Đâu để lá chi cho đâu thì có ăn luôn nhá. Lá chi cho nó nút luôn. Bỏ miếng nó nha, gặm lâu lắm. Đấy, chú béo này. Tiêu chanh có ớt đầy đủ các kiểu. Đấy, lá chi cho có miếng ăn này đấy. Chấm. Cháy đi. Cái mẹ mà đưa găng tay nè. Đang ngồi ăn này, chờ đôi thông bên sư tử với hổ. Các bạn ơi, nhà mình đang ăn mà con hổ nó cứ gầm gào, chắc là nó ngửi thấy mùi thịt gà đấy các bạn ạ. Không biết nhà mình có nên cho nó một miếng không? Không các bạn ơi, nếu mà một miếng nó không thể là đủ ăn được, nó phải ăn con to một mình đấy các bạn này. Nó phải cực mấy con gà đấy. Đấy, bọn này chúng ta cần phải dùng nữa. Thả con gà cứ lâu ra. Ngon lắm các bạn ạ. Gà này nhà mình nuôi được 1 năm rồi, cho nên nó rất là dai. Ngon đấy. Cầm mình nháo mình. Tiếp theo ăn đây. Cho ăn xôi đi nha, không đói bụng ấy. Gà này. Chú béo một đùi ấy. Ủa các bạn ơi, khi nào mình thấy con ba con cá sấu. Vui không? Vui không? Con hổ nó dậy rồi các bạn ạ. À, con sư tử nó dậy rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, con sư tử nó ngửi thấy mùi thịt gà đấy các bạn ạ. Nó dậy luôn rồi. Wow, sư tử ăn cái đùi luôn. Nó đang tìm wow. Xem gà đâu để nó chén cho mẹ kìa. Anh ăn ngồi đây nắng quá, anh ăn chuyển mẹ, ghế mẹ. Các bạn ơi, các bạn ơi. Đưa sang ghế đi cho nó nắng ạ. Ba, bạn ơi các bạn. Đúng là động vật hoang dã làm thịt thật. Yeah! Là luộc mà. Giỏi quá John. Đấy. Gà. Nhức nách luôn. Rồi, bán đi.
Lên tận trên đồi ăn kẹo chúc bác chúc, cảm giác sẽ như thế nào? Tuyệt cả lắm ơi. Ngon lắm. Dài dài. Wow, hôm nay thì các bạn đang đi picnic nha các bạn nha, đang đi dã ngoại và mẹ có chuẩn bị ra một chút xíu kẹo. Bây giờ thì các bạn múc băng nha. Ok. Chúng ta có những món gì nào? Nào, chúng ta sẽ bóc kẹo chúc ba chúc nào. Bố bóc kẹo chúc ba chúc cho các con nào. Wow. Wow, các bạn ơi. Wow, đây là kẹo chúc ba chúc hình con sâu hay là con giun đây ghê quá. Chú Beo lấy nhiều thế. Chú Beo để cho anh chị ăn với nào. Kẹo giun này vị bên trên màu trắng rất là ngon, hình như là nước gì đấy. Còn bên dưới này mát lắm các bạn ạ. Như kiểu bạn ăn kẹo coca. Coca này rất là giống coca thật luôn. Ăn nó chua chua ngon quá. Coca làm sao mà bằng nhân của mẹ đấy. Ngon không Super? Ngon không? Nếu mà cũng đúng mà, ngày bé mẹ không thế mà. Ngày bé nà, mẹ đi lên cầu thang mẹ còn phải bò lên cầu thang ấy chứ. Ngày xưa mà có nhà tầng ấy. Ngày xưa mà, ui trong kia có con ngựa đó các bạn ơi. Có con ngựa trắng ấy nhờ. Đấy có con bạch mã hả? Nhưng sao tê giác là màu trắng ta? Wow, ra mẹ chụp ảnh nhá. Wow. Nó có sợ cái gì đâu mà. Nhà sao đó đoán đoán có cái bảo vệ. Chú Beo giỏi quá, mẹ yêu chú Beo quá luôn. Chú chào các bạn, mình đang ở. Yeah. Nhớ Gaming. Nhớ Gaming nằm trong khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn nha các bạn. Theo chân mình. Các bạn theo chân mình đi xem các chú đà điểu và các chú hà mã nha. Wow. Hello Archie. Anh riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn cũng nói luôn thiệt tình. Ta sẽ sang sang phần hà mã nha các bạn. Đi chắc chứ. À không tên khác. Một đôi tê giác luôn đấy. Lần đầu tiên mình thấy con tê giác, tê giác kiểu tê giác bạch tạng các bạn ạ. Hai con tê giác bạch tạng các bạn ạ. Không phải bạch tạng đâu. Khổng lồ luôn. Nó lồi bùn. Ôi trời ơi. Giang này ở trong phim mới có nhá. Nào các bạn ơi, các bạn ơi, mình sẽ nhảy tay nghe cho tê giác xem nhá. Tê nghe, tê nghe. Tê nghe, tê nghe, tê nghe. Tê nghe, tê nghe. Tê nghe, tê nghe. Hãy hút ta đi. Hai con đẹp này. Động vật quý hiếm. Wow, các bạn ơi đây này. Các bạn ơi này. Các bạn ơi, nó húc nó muốn thò ra nó chào mình các bạn ạ. Chào. Yêu nè, yêu nè. Wow. Thân thiện lắm. Đấy. Wow, quá các bạn ạ. Rồi ta đi xem cái tiêu ngắn. Nào bắt đầu lại. Các bạn ơi, đây là toàn cảnh khu nhớ camping. Ở đây chúng ta buổi tối có thể nghỉ dưỡng ở trên này nha mọi người nhé. Mình không biết là có điều hòa hay không, nhưng mà hiện tại mình thấy nó rất là nóng. Chắc là có điều hòa nhỉ. Wow!
chơi mà ngồi chơi điện thoại các bạn ạ. Tiếp. Wow. Chơi mà ngủ các bạn ạ. Rất là nhiều kiểu người đi chơi mà ngủ. Đó. Đi du lịch bụi mà, cho nên là ngủ cũng phải ngủ bụi cho nó ngầu các bác nha. Wow, ở đây có một con voi rất là to. Nhưng mà các bạn ơi, đây là voi giả thôi nha, không phải ở đây thật đâu. Úi dồi ôi, con voi này còn to hơn nữa cơ. Trông nó nhìn nó rất là thật luôn các bạn nhỉ. Wow, con voi to lắm luôn. Wow, ba bạn nhỏ cưỡi voi thế này thì voi nặng lắm đấy. Voi nặng lắm, voi chịu không nổi đâu. Wow. Ok. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ trên đường đi tham quan tiếp tục và cũng là cái lối về luôn các bạn nhá. Ở kia thì có một bầy hươu các bạn này. Nai chứ, còn đấy là con nai. Và kia chính là con ngựa vằn nha. Và có một cái cây súng rất là to. Đây là quan cảnh của hòn Nhạn. À, quả binh bằng gỗ. Trang Nhung có vẻ rất thích trò này. Mình sẽ chơi với Trang Nhung một chút nha. Thôi chúng ta tiếp tục đi nha. Bây giờ thì cũng là 2 giờ chiều. Và nói chung là nếu như chúng ta mà đi nhanh thì ở đây cũng sẽ rất là ít cái đồ để chúng ta tham quan đấy các bạn ạ. Mình vừa đi vừa nghỉ ngơi và làm thêm công việc gì đó online thì được. Chứ nếu mà chỉ đi nhanh thì chỉ một vòng là hết rồi. Anh Trung ơi, chúng ta muốn đi sang cái lều kia trải nghiệm một tí nhỉ. Bên đây có gì nhỉ? Những cái lều kia thì mình có thể là buổi trưa là mình có thể ăn uống và trong đấy ăn uống nghỉ ngơi miễn phí. Còn những cái lều ở đằng sau thì là cái lều trại kiểu nghỉ qua đêm á, thì người ta lấy vé là 500.000 một phòng. Sao đội mũ lên con ơi, đội mũ lên không lạnh nè, ăn nắng nào. Ở đây là cái khu này là khu dành cho các bạn trẻ sống ảo này. Đó, ở đây có cả vườn hoa dâm bụt. Đúng rồi, sang bên kia để trải nghiệm thế ấy một chút. Ok. Chỗ này là để đi sống ảo này. Có cả cái gọi là đi đường đi lên trên trời nữa kìa các bạn kìa. Bước lên cái bậc thang đấy để chụp ảnh đó. Wow, ở đây có cả cái xích đu nữa kìa anh em. Xích đu bay ra bể bơi. An có dám đi cái đấy không? Đảo đấy. Nhưng mà dám, An có dám đu không? Đu ra sông không? Đu cũng thích đấy, nhưng mình sẽ đi trải nghiệm nha các bạn nha. Mình sẽ đi trải nghiệm cái xích đu này. Và mình sẽ là người đu cho mẹ nha. Ok. Bây giờ họ đang gắn mấy cái lều. Đi đằng này mà con trai ơi. Xuống đây. Lều sư tử. Cái này đêm ngồi đây ngắm gió đẹp mát thế đó. Lều hộ đây, lều cam. Ở đây có bếp để nướng than này, để nướng thịt buổi tối ở đây cũng được.
Lêu khỉ. Thường thường chắc là người ta sẽ đến đây vào buổi chiều tối các bạn. Nó sẽ có nhiều cái hoạt động vui hơn là ban ngày. Được thịt. Mình nghĩ là như thế. Rồi bây giờ thì chúng ta đã đang đi ra cái lối đi về rồi các bạn nhá. Nói chung là video đến đây là hết rồi. Tạm biệt cả nhà đã xem hết video. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cả nhà hãy đăng ký kênh và ủng hộ gia đình mình nha.